Xin chào tất cả mọi người đã quay lại với kênh Nguyên Phiên Lê Vlog nha mọi người. Hôm nay mình sẽ không làm clip ăn uống nữa mà mình đi bắt cá nha mọi người. Rồi đi xin mà này được. Cứ nêu ba bản đi. Ba bản hả? Ừ. Mình sẽ giăng hai tay nha mọi người để kiếm một mớ cá để chiều mình ăn nha mọi người. Nắp cái viền trên á rồi buông lấy gai buông cái vợt ra đi. Lưới này lưới cá sặc cho mọi người, nếu mà có dính này gỡ mấy cái đường chì nó ra. Để xéo xéo xác xác cho mé luôn. Xéo xéo xác rồi luôn. Ta bẻ nhánh nhãn đó, người ta cầm. Ta cầm với nước cho nó nhập bắt lưới nó dễ. Rồi mình sẽ bắt đầu chờ đợi nha mọi người. Cầm trên cái viền á, đừng cầm xuống mặt lưới, cách lưới hết. Rồi mình sẽ tiếp tục giăng tay thứ hai nha mọi người. Cái bụi ham muốn đó. Ngu à. Gắn ngược. Tới từ tới chưa. Ta này thấy nó dài hơn ta kia ta. Ta dẹp trong rồi luôn. Ta lấy cái dạp đó thì ta vớt lên.
dính này nè, quay lại. Lấy hợp lý nè. Cá có đâm mẹ mọi người. Quay dính lấy nè. Quay dính thao nghe thao nè. Và trong thời gian mình chờ đợi thì mình sẽ đi thăm vườn nhãn của cha mình nha mọi người. Đây là vườn nhãn di đo của cha mình nha mọi người. Trái cũng khá là to và bự nha mọi người. Đi tham quan không? Xa quá vậy. Nắng bà luôn. Mình sẽ hái và mời mọi người ăn nha. Đây là nhãn nha mọi người, trái rất là to nha mọi người. Mình sẽ ăn thử coi nó ngọt không nha mọi người. Mọi người nha, ăn với mình trái nhãn nha mọi người. Ngọt mà cơm rất là dày nha mọi người. Mọi người trái nữa nha, này ăn chắc cơ cực ký. Rồi các anh em mình sẽ đi review vườn nhãn nha mọi người. Trái rất là nhiều luôn mọi người ơi. Đi cây nó nhỏ mà nó có vỏ nha mọi người. Do tình hình dịch nó phức tạp quá mọi người nên cha mình nó chưa có bán được mọi người. Trái còn nhiều lắm nha mọi người, tại vì mà nắng quá mọi người ơi, mình đi không nổi, tại vườn của cha mình nó dài lắm, nó gần cây số lắm các bạn. Mà cơm của nó nè mọi người, hộp rất là nhỏ luôn nha mọi người. Nó có vị ngọt khanh, nó có như nhãn da bò mình nha mọi người. Mà đặc biệt nhãn này ăn nhiều chứ không nóng nha mọi người. Nhưng nóng quá mọi người uống nước vô nha. Sẽ hé lộ ta lưới mình xíu nha mọi người. Thôi vô ta lưới nè. Một vòng mình đi review vườn nhãn của cha mình các bạn, giờ mình sẽ thăm lưới cho các bạn coi có cá với dính nhau nha các bạn. Rồi chân đi qua bển đi, gỡ đồ ứ bên kia đi được. Cắt
các bạn không kết quả nha các bạn. Thấy có dính này nghe các bạn ơi. Nói chung như đây hỏi ngứa bại rồi. Buông buông thả đâu, thả đâu mình chỗ trống á. Chừng chục con gì hơn chục con hả? Và đây là thành quả đầu tiên, người ta ứng với ta lưới đầu tiên các bạn. Giờ mình sẽ kiếm cái nào mình treo, rồi mình sẽ thăm ta lưới kia mình dở luôn nha các bạn. Giờ mình sẽ thăm tay lưới tiếp theo nha các bạn. Đây là kết quả của thao thứ hai nha các bạn. Quá trời dính, bự nhỏ có đủ. Quá trời dính nè các bạn ơi. Chị gỡ không? Không thu rồi. Em lau em không được. Dính gì không mới được gỡ luôn. Nhiều luôn nha các bạn ơi. Giờ mình sẽ tiếp tục gỡ ta lưới thứ hai nha các bạn. Đã chết hết rồi. Cá này ta này bự bự luôn. Nói chung ở quê mình á các bạn thì kiếm cá sặc cá này cái kia rất là dễ nha các bạn. Cá này thì các bạn mặn, các bạn phơi khô mặn muối rồi cũng ngon, chiên tư cũng ngon nữa các bạn, nấu canh chua cũng được. Mình thì chắc có lẽ sẽ mặn mình muối để mình phơi khô các bạn, để dành ăn cơm các bạn. Cái này mà các bạn muối mà mang là mặn mặn ha, ăn với cơm trắng thôi rồi luôn, nhức nách luôn các bạn ơi. Con này sao nó quấn nhiều vòng như vậy? Có đi ra này, khó gỡ gì đâu. Đây này các bạn, cái con cá này, cá sặc này rất là bự nha các bạn. Này, đây là cá sặc. Cá sặc này rất là bự nha các bạn. Có lên cá gầm. Hôm nay mình cũng sẽ xin kết thúc clip tại đây nha mọi người. Nếu mọi người yêu quý kênh của Nguyên Lê Vlog thì mọi người cho mình một like, một đăng ký mọi người. Và nếu mọi người có ý kiến gì thì cứ để lại bình luận ở dưới, mọi người mình sẽ ghép 24/24 cho mọi người. Bye bye.